cái tứ chi thì nó không có vận động được, nhưng mà cái bộ não anh Lâm nhớ rất là chi tiết luôn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Vĩnh Long của tỉnh Vĩnh Long. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng quay trở lại thăm hoàn cảnh của anh Lâm cùng với lại cô chính của mình. Anh Lâm là một người thanh niên bình thường, sau khi bị tai nạn thì anh nằm tại chỗ và sống nhờ vào chiếc chuồng gọc tự chế do anh tự nghĩ ra và do ba mình thiết kế. Sau khi ba mất thì anh Lâm sống với người cô của mình trong chiếc chuồng gọc tự chế. Cũng khá là nhiều lần thì Bùi Hồ quay trở lại hoàn cảnh của anh, vì người cô lại già, anh thì lại không lao động ra tiền. Hôm nay nhận được một thông tin khá là bất ngờ và rất là sốc luôn, đó là bà chính, người nuôi trực tiếp anh Lâm, lại bị một tai nạn giao thông và nó mới nằm viện trở về. Và sự việc câu chuyện đó như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng vào bên trong. Trước khi vào bên trong thì Bùi Hồ cũng thay mặt cho con trai thứ của cụ giáo sư Bùi Hoàng Huệ ở trường Trung học Phổ thông chuyên Ngô Quyền, Biên Hòa, Đồng Nai gửi cho gia đình một phần hiện kim. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Ngày hôm nay thì đến đây vào một buổi chiều thì cô bác quý anh chị biết không, trời cũng sắp mưa tới rồi. Và Bùi Hồ có điện thì cô chính đang có ở nhà. Bây giờ thì vào bên trong ha cô bác quý anh chị. Đây là một ngôi nhà tình thương được mọi người chung tay với nhau giúp đỡ để mà cất cho bà chính cùng với anh Lâm. Bà chính ơi. Dạ. Anh Lâm mấy ngày nay không đi bán rồi chính. Dạ. Ngày không có vé rồi nghỉ. Rồi sáng nó mới kêu bà cô chính đi mua cho con tô tiếu ngàn ơn xạo ngàn, rồi con mới sắp tô cô đi hỏi cháu mẹ bật đèn lên cho nó sáng tí bà chính. Để bật lên á. À, gia đình thì rất là đơn chiếc, chỉ có hai cô cháu thôi. Anh Lâm thì hàng ngày vẫn trị liệu như vậy. Không biết cái vết thương của Lâm sao hả bà chính? Vết thương cũng đỡ hơn lúc trước rồi. Mới thì bán lại được cái là bà gặp tai nạn nữa. Dạ. Rồi bác sĩ chưa cho về. Nhưng mà tai kẹt có Lâm nè. Tai nạn sao bà chính, mà chính kể lại cho con nghe với. Bà sáng bà xách cái tô đi ra đó băng qua lộ. Bà tới bước lên, bà mới vừa đưa cái chân bước lên giữa hè thì chiếc xe ở trên này nè, nó xuống nó lạc qua lái làm sao nó kẹt bố kẹt gì đó ông nói, rồi nó quẹo vô à, nó kéo qua tài té luôn. Trời ơi, kéo qua luôn hả? Kéo qua luôn, rồi đập cái đầu máu nè, rồi chạy chỗ trơn rồi bất tỉnh. Cái ở đó dân đông quá, giá sáng đó người ta mới kêu taxi chở vô bệnh viện. Thì vô tới bệnh viện bà mới tỉnh lại, bác sĩ mới hỏi bà. Nhưng mà rất may là chấn thương cái vết đầu nhẹ chứ không phải. Bác sĩ nó chỉ rách cái da đầu một chút thôi. Rồi mà máu ra lúc đó người ta, cái thằng ở xóm đó nó lấy cục con gòn nó đắp vô nhưng mà không được. Rồi nó cởi cái áo nó đắp vô đó, rồi cái người nhà rồi ở gần đó người ta mới chuyển vào bệnh viện thì cái áo máu không. Nằm mấy ngày bà chính? Nằm 5 ngày á. Bà, hết nhiêu tiền viện phí? Bà lớn tuổi rồi không có mà lờ tốn. Lúc bà chính nằm viện vậy thì anh Lâm sao? Thì lúc đó thì con cháu của bà về, cái thằng con nó tóc về nó nuôi bà trong thời gian đó, nó chạy tới chạy lui cha để bà xin phép đóng cửa để không gió quá đi hết chút. Thì cái người đụng đó người ta mới vô, người ta nói là nó nói chắc hai cháu nói chuyện vợ cháu hả gì chứ đưa bước chân gì lên dĩa hè rồi mà sao mà còn đụng, nói kẹt bố kẹt sắn gì đó rồi lạc lái con bẻ không được con Lâm đâu. Sáng nay bà chính với anh Lâm ăn gì? Mua mà hủ tiếu đó ăn chứ đâu có nấu gì được. Bây giờ bà gán rồi xuống bà lau mình nói là cái nọ rồi bà nằm chứ giờ mình mấy bà ghim dữ lắm. Bà chính về rồi, mới về ngày nay luôn hả? Về 2 ngày nay rồi chắc. Dạ. Dạ. Về anh chứ. Lâm là không đi bán nữa hả bà chính? Dạ, không có đi bán chứ không có bà chính làm sao điều động nó lên xe lăn được.
Cô bác quý anh chị biết không, là anh Lâm là thời gian vừa qua là không những là vượt lên cái nghị lực của bản thân để mà giành lại sự sống, mà anh Lâm còn lại phải mưu sinh nữa. Có nghĩa là anh Lâm hàng ngày là trên một cái chiếc xe lăn á, được bà con cô bác tặng cho, rồi anh Lâm phải bán vé số. Mà trong lúc bán vé số cũng phải bị cái tai nạn nghề nghiệp, là những kẻ xấu á lại giật luôn cái tờ vé số vì đứt vốn hoài à. Phải không bà Chính? Rồi hổm gài thì bà Chính với Lâm còn tiền để mà sử dụng sinh hoạt hàng ngày không? Dạ, còn chứ. Dạ. Người ta cũng giúp đỡ cho bà Chính với nó để dành dụm lại vậy. Không? Mưa hả? Mỗi lần mưa vậy là bà Chính là phải chạy tới chạy lui, đóng cửa rồi làm đủ thứ việc á, chứ không phải là rồi nấu ăn rồi phải vệ sinh. Đóng gì nữa bà Chính? Lấy đồ vô. Lấy đồ vô hả? À, được rồi. Cái chiếc chiếu đó là của anh Lâm hả bà Chính? Của anh Lâm này, bà ráng bà ra bà giặt cho nó chứ. Là bà Chính phải thay chiếu thường xuyên cho anh Lâm luôn? Mỗi ngày mỗi thay á. Dạ. Để bỏ này vô thao đi. Cái đó là gì bà Chính? Cái này lót cái ra nó dưới ra chứ. À. Cho nước đái được nó dính à. Thì nó không có ướt dưới nhiều. Bà Chính như là một cô tiên vậy đó. À. Là người cô thôi nhưng mà bà Chính là giúp cho anh Lâm hết luôn á. Thôi được. Từ việc vệ sinh cá nhân, ăn uống. Khô chưa bà Chính? Nó khô khô rồi bỏ lại đây đi chứ. Lát. Dạ. Bà Chính năm nay là 80 rồi. 81 rồi. 81 rồi. Dạ. Cũng lụm cụm rồi. Tuổi già đến nơi rồi hả bà Chính ha? Dạ. Cũng yếu rồi chứ ơi. Rồi xe tông làm thêm mới nữa. Rồi nó dập hôm trước là bà Chính là có một lần mà trên chính nó cơ thể mình có dấu hiệu nó đi xuống á. Yeah. Là bà Chính bà khóc luôn. Dạ. Yeah. Thì hôm đó ai lại thăm cũng nói trời ơi, năm nay con tới thăm bà thấy bà xuống cấp rồi, chứ nói giờ bà cũng biết rồi chứ. Nhưng mà giờ cũng đâu biết làm sao giờ. Rồi. Anh Lâm cái này ngày tập mấy lần anh Lâm? Tập mấy lần nghỉ rồi. Ở trên này là cô bác anh chị mà chưa xem clip Bùi Hồ thấy thì nó như một cái mạng nhện vậy đó. Và cái mạng nhện này nó do anh ba của anh Lâm làm thay cho anh Lâm. Anh Lâm nghĩ ra cái ý tưởng để mà tự cứu sống cái bản thân của mình. Cái tập này những cái dây á, nó đeo chằn nó cơ thể của anh nó cũng đau lắm. Mà cơ thể không vận động á, thì nó sẽ sau ngày nó sẽ cơ thể không máu nó không lưu thông đều á. Thì tập trị liệu nó tốn nhiều tiền. Từ cái việc đó mà anh Lâm đang tự nghĩ ra những cái gồng gọc chằng chịt như thế này để mà gần 20 năm ha anh Lâm ha. Gần 20 năm để anh 16 năm. Anh Lâm cái tứ chi thì nó không có vận động được, nhưng mà cái bộ não anh Lâm nhớ rất là chi tiết luôn. Không biết nó kéo làm sao mà dò cổng anh nè. Trời ơi. Đó. Trời ơi. Nó bớt rồi đó chứ. Dạ, sưng hết rồi. Rồi con không được rồi, con bà nó được. Tuổi già nó giống như cây lúa gì đó. Hồi lúc như cây mạ non thì quăng sao mà đạp nó vẫn lên. Khi mà tuổi già đến rồi thì chỉ cần dấp cái võng té thôi thì thấy cũng siêu xạo rồi. Bây giờ đi á, ra đi siêu rồi. Có khi ra sáng ra gán cho ông Lâm vậy nè, rồi nó bá quay. Cái nhà quay của dạ, cái nhà của bà Chính là chỉ có anh Lâm với lại bà dạ. Chính thôi, chỉ có hai người thôi. Bà Chính ngày dạ. xưa thì còn làm được, đó là bà dạ. Chính bán gạo để nuôi anh Lâm. Bây giờ thì không còn bán gạo nữa dạ. Mà bao gạo nó nặng quá trời, nó nặng luôn rồi. Đâu làm nổi. Đâu làm nổi đâu. Quá nặng, giờ 10kg rồi ôm lên cũng nổi. Không nổi nữa, nên là nữ là mọi chi phí sinh hoạt ở trong nhà bệnh hoạn thì nó sống nhờ tiền của cô bác tặng đó. Rồi cái tích lũy để đó mà sử dụng, chứ đề phòng bệnh hoạn thì không biết như thế nào nữa hả bà Chính ha. Rất may là giờ bà 80 tuổi thì vô nhập viện người ta lo hết. Và người ta thấy hoàn cảnh vậy người ta kêu con bà ra về đi, rồi có gì người ta giúp đỡ cho, với bác sĩ dặn đó, ở dưới bệnh viện nằm đó, bà con ở đây thấy có gì thì lên báo cho bác sĩ biết để cấp cứu cho bà Chính.
nên là cũng an tâm, con bà chạy tới chạy lui với anh Lâm nè. Cô bác của anh chị biết không, sau khi ba mẹ của anh Lâm gian dở thì anh Lâm sống với ba, rồi ba cũng mất luôn, thì anh Lâm phải nương tựa vào anh bị tai nạn thì một thời gian đó ba cũng mất luôn, thì anh cứ nương tựa hoàn toàn vào người cô của mình. Bây giờ thì còn một người cô Tám nữa đúng không, mà chính mà mất rồi đúng không? Cô Sáu mà mất rồi, yeah. Hai chị em, nói chung mà cô Sáu mất rồi, còn có mình cô Chín á. Ngày trước thì bà Chín đi bán thì còn cô Sáu ở nhà còn phụ hờ được, mà cô Sáu mất rồi thành nữ là chỉ có mình cô Chín à. Cái gồng gọc này không phải là tự nhiên mà anh chế, mà vì cái cuộc sống và vì không có tiền nên mới nghĩ chế ra thôi. Chứ thật ra anh Lâm nói là trị liệu một ngày 150.000 đâu có tiền đâu. Một tháng, phải đúng không anh Lâm? Trăm mấy con nhớ không gõ nữa. Tiền đó là tiền ta hỗ trợ. Dạ. Anh Lâm mà mỗi lần mà muốn lên á, tấm là bà chính phải cẩu anh Lâm lên, treo lơ lửng ở trên không vậy á, rồi kéo lên mà đau lắm nha cô bác quý anh chị. Thay đồ, thay tả đồ, rồi thay kéo giường này ra là rất là khó luôn. Nó phải chung là có một không hai chứ không đơn giản đâu hả bà chính ha. Dạ. Bây giờ không có bà nó đâu lên được đâu. Dạ không có bà chính. Dạ. Bà chính bà bệnh mà bà chính khóc, dạ. Khóc vì sợ không ai lo cho anh Lâm chứ không phải bà chính khóc vì bà chính đau. Đó nên thành nữ là Bùi Hồ ghé nhà bà chính với Lâm là không biết bao nhiêu, nếu không được bao nhiêu, không biết bao nhiêu lần à. Không nhớ đâu mà kể xí. Nhiều lần rồi anh Lâm? Nhiều lần nữa chứ. 11. Chắc 11 lần hả? Lần trước là 10 rồi. Lần trước là 10 rồi hả? Bùi Hồ có nói với Lòng á, là cô bác của anh chị mà có gửi á, bao nhiêu Bùi Hồ cũng đi trao. Trễ cũng trao mà sớm cũng trao, có những đôi khi thì trao trễ hơn tí xíu, nhưng mà không dám đưa cái số điện thoại của anh Lâm với bà Chính lên, vì rất là lo là những kẻ xấu á, họ lợi dụng, một là già, hai là lao động không được, họ vô họ trắng áp họ lấy tiền. Mà nhà ở đây bà Chính cũng khá là thưa, có những cái nhà kế bên mà người ta đi làm đóng cửa hết trơn à, rồi bây giờ lỡ có trục trặc gì thì bà Chính sẽ xử lý như thế nào. Mà khi mà trao tiền lên, Bùi Hồ cứ trao lên như vậy là phải quay lên nữa. Dạ. Gửi cho cháu trời, để cho mình để mà dạ. Ăn uống rồi thôi. Dạ. Anh Lâm có muốn để cái số điện thoại của mình lên không? Để em biết. Để số điện thoại, có số tài khoản không? Tài khoản thì không có. Không có số tài khoản, tại vì không có đi rút được. Mà để số điện thoại không biết gửi tiền sao luôn. Dạ. Rất khó, để số điện thoại là phải để địa chỉ. Dạ. Đúng không bà Trinh? Tài khoản mượn tài khoản chỉ kiếm của Google rồi, dạ. Dạ mới đêm trao thôi thì cố gắng tài khoản thì mượn thôi. Hôm nay gặp bà Chính mà nghe cái tin bà Chính như vậy thì rất là sốc, mà may mắn là ông trời cũng còn thương cái tấm lòng của bà Chính. Một khi mà bà Chính mất đi thì bà Chính không, một khi mà bà Chính 100 tuổi rồi á, hoặc là bà Chính yếu xuống thì không biết ai sẽ là người lo cho anh Lâm. Bà cũng đang quan tâm vấn đề đó chứ. Dạ, bà Chính, gương mặt của bà Chính bên đây bị trầy nữa nè. Trầy gỡ rồi đây nè, đây nữa nè. Nó quất vô đây làm sao nó không biết nữa. Gỡ sau lưng bà cũng bị luôn. Lúc mà nó lôi á, lôi đi á. Nên bà bất tỉnh, bà không biết gì trơn. Dạ. Đến bệnh viện thì cái cậu đó làm hồ làm sao nè con. Nó hỏi cháu đi đâu vậy, nói bà bị xe tông con chở bà đi. Rồi ông về ông nói bà nặng lắm, mà sớm người ta nói chắc bà chết quá. Ở trên cái đầu máu dữ lắm, bị cái thằng đó nó cởi cái áo nó chụp lên luôn, nó nói bà, nó mong bỏ đi đừng nghĩ nữa, nghe bà Chính chợt cởi mà con còn sợ chơi sao cho nó lạc quan tí xíu đi, coi như là trong cái gũi nó còn có cái mai á bà Chính, cái xui nó cũng đã qua rồi đúng không? Ai nhà cũng là chết, chạy tới chạy lui đâm luôn. Rồi Lâm nó buồn, lát xe cấp cứu á, hụ nó đó, trời không lẽ chuyển qua đi nữa rồi sao đó. Rồi nó nói còn gầu quá trời luôn, xe cấp cứu chạy. Rồi rất may hồi là báo tin về là bà đỡ không sao, tỉnh rồi.
một buổi chiều như thế này thì mình mới cảm nhận được cái không khí buồn tẻ của hai cô cháu ở trong nhà. Người bà chính còn sức khỏe, còn đi được thì lại vướng cái tuổi già. Anh Lâm tuổi trẻ thì lại vướng cái căn bệnh ngặt nghèo của mình. Rồi lại thêm những cái tiếng cót két của những cái gồng gọc á, nó kêu á, khi mà anh Lâm tập luyện á, làm cho mình cảm thấy nó cảm thấy chạnh lòng hơn. Cũng mong rằng sau không biết phép màu nào sẽ đến được với anh Lâm. Trước khi nghĩ đến phép màu thì cũng mong rằng là cô bác quý anh chị có chung tay để hỗ trợ cho anh Lâm với bà chính là được rồi. Bùi Hồ trước giờ không có tha thiết yêu cầu để mà kêu gọi giúp đỡ. Tuy nhiên đây là những cái hoàn cảnh cực kỳ đáng thương và cực kỳ cần sự giúp đỡ. Bà chính ở đây là không biết nói địa chỉ thì cũng nghiệp cho bà chính. Bà chính ngay tại thành phố Vĩnh Long của tỉnh Vĩnh Long mà nói bà chính khóc nữa rồi. Thôi tí xíu nữa sợ mưa âm thanh nó ồn quá nghe không được cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay Bùi Hồ đến đây thay mặt cho con trai thứ của cụ giáo sư Bùi Quang Huệ là trường trung học phổ thông chuyên Ngô Quyền ở Biên Hòa Đồng Nai, gửi cho bà chính cùng với lại anh Lâm 200 đô Mỹ, tương ứng với 100 đô là 2.550.000 đồng, là 200 đô Bùi Hồ đổi ra được là 5.100.000 đồng, gửi cho bà chính trang trải trong cuộc sống, ăn uống nhiều vô, uống cam nhiều vô cho có sức khỏe. Bà chính đừng khóc nữa nha. Không khóc nữa. Đây, để con đếm cho bà chính luôn. Bà chính đếm 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000, 100.000 đồng. Số tiền này á, thì bà chính nói với anh Lâm á, đừng có đi bán nữa, đi bán bị giật vài bữa mất vé số nữa, hết vốn nữa. Còn bà chính ở nhà mua nước cam đủ nhiều vô, mua thịt đồ ăn bồi bổ vô để cho sức khỏe. Bây giờ gỡ đây xương không à? Người ta cũng có cho bà nữa mà nó cực quá bà nó không bổ dưỡng nổi. Bà nằm bệnh viện bà cứ nhắc Lâm ở nhà hoài không ai lo. Rồi bác sĩ nói bà an tâm đi, ở đây đi cho con chị cho bà. Có con bà phụ họa, chừng nào không có thì ở đây bà con người ta cũng giúp cho nằm chung nè. Bà an tâm đi, bác sĩ lo tận tâm, kêu bà đừng về, chân bà còn nhiều lắm, cháu nói không được bác sĩ ơi, bỏ cháu Lâm ở nhà, con bà lo không xiết, tại vì nó đi làm, ở Trì Vinh riêng, nên gia đình bê bối dữ lắm. Rồi bác sĩ nói, nếu mà về có gì thì bà cứ vô đây, gặp con giúp đỡ cho. Bà cũng mừng, bác sĩ rất là tận tâm, bà con nằm trong đó người ta cũng giúp cho bà chính dữ lắm. Dạ, dạ. Anh Lâm có muốn nói gì không anh Lâm? Chỉ có lời cảm ơn gửi đến quý gia đình hảo tâm rồi đó, để giúp đỡ Lâm với cô Lâm trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn cụ giáo sư Bùi Quang Huệ, con của cụ giáo sư Bùi Quang Huệ đã giúp đỡ suốt thời gian qua nhiều lắm. Lâm chỉ có lời chân thành cảm ơn vậy. Chúc mọi người có cuộc sống an lành hạnh phúc. Xin hết. Trời cũng đã mưa nặng hạt rồi, chiều thì cũng đã đến bữa cơm chiều. Bùi Hồ cũng không có làm phiền cho gia đình bà chính, còn bà chính còn chuẩn bị cơm chiều cho anh Lâm nữa. Bùi Hồ cũng phải quay lại. Và một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn. Ngày hôm nay thì cảm ơn con trai thứ của cụ giáo sư Bùi Quang Huệ, trường trung học phổ thông chuyên Ngô Quyền Biên Hòa Đồng Nai. Xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã đồng hành với hoàn cảnh của gia đình anh Lâm nói riêng và cũng như là đồng hành với lại bà chính nói chung. Còn bây giờ thì chắc lẽ là Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha.